Vâng, không chỉ nóng về vấn đề về thi cử. Theo dự báo ngày hôm nay 18 tháng 6 thì khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi vượt ngưỡng 39 độ. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, trong ngày từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ cho đến 17 giờ cùng ngày. Hôm nay tại khu vực Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 6. Từ ngày 21 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần.